Hello, xin chào tất cả anh chị em. Thì hôm nay là em có lấy cái con mixer số nè. Rồi ra em dọc chung với cái Miro Rilakka X10 của em đang đi show. Thì bây giờ em thử tiếng Miro cho anh chị em xem. Em chỉnh FS nói chung là cũng mò trên mạng người ta chỉ chỉnh rồi bắt đầu cái chỉnh mới lần này là thứ ba mới mò có ba ngày cho nên là cũng còn gà lắm anh em. Eco lúa lên 1 2 3 plus 6 Eco lúa lên 1 2 3 plus 6 2 3 plus 6 Vì đã 5 6 1 2 3. Rồi bây giờ em sẽ quay camera sau cho anh chị em xem nha. Đây là mixer mixer cũ nha anh em, Roland bang móc Pro. Thì em có chỉnh eco là chế độ long, còn reverb là vocal play. Đó, khúc này nút eco tổng nè. Còn khi mà mình chọn vô cái select 1 là nghĩa là cái line mình đang cắm micro á, line 1 thì nó sẽ hiện cái bảng FX1 là eco nè, FX1 là eco nè, FX2 là reverb. Bây giờ em tắt vạch. 1 2 3 4 5 6. Rồi bây giờ em sẽ bật vạch lên rồi tắt eco. 1 2 3 4 5. Em cho reverb time nó thấp ít thôi. Tại vì hát cái reverb không có chuyên nghiệp cho nên là cho eco nhiều. Reverb ít. 1 2 3 4 5. Rồi em hát thử một bài cho anh em nghe. Tình cây đu đủ đi. Hôm nay ấy show quá nè, mày đâu có show đâu. Có anh Đỗ Lộc là thay đi show thường. Dạ, mạng mất tiêu luôn rồi. Sao no internet luôn rồi. Đổi mạng rồi. Mạng mất tiêu rồi sao hát cho anh em nghe được. Hôm nay dọc cái sơ này cũng mấy bữa à. Xa xôi có khi nào em nhớ về tôi, người
có vui không hay âu sầu to tiếc làm giàu. Rồi năm tháng qua mình tôi xót xa, cây đu đủ nay già mà bóng hận em vẫn mờ xa. Đành nuốt thương đau ước ao ngày mai sẽ gặp nhau, đành chúc cho em luôn bên nhau hạnh phúc bên lòng. Tìm chắc còn đau tìm đã tìm sâu, cây đu đủ hôm nào giờ héo mòn cố cõi từ lâu. Đâu đủ không còn nhưng tấm lòng anh còn tình yêu. Rồi cô lên miếng nữa ơi. Chưa có nghe thầy cô lúa. Cái đó bằng sợi dây 15 mét nè anh em. 15 mét. Này micro cũng 10 mấy mét luôn. Cái đó vô cái ít mời. Anh Hùng. Xa quê đã lâu rồi mà sao em vẫn chưa về. Bao năm mãi trong mong mà tình em cứ biệt tâm. Tháng ngày một mình vẫn yêu buồn thương nhớ tin em nhiều. Điểm ngày gió mưa tơi bời thương nhớ người lòng nghe tai tê. Ở trong xa xôi có khi nào em nhớ về tôi. Người có vui không hay ôi sầu đo kiếp làm giàu. Rồi năm tháng qua mình tôi xót xa, khi lũ đổ nay già mà bóng hình em vẫn mờ xa. Đành nuốt thương đau ước ao ngày mai sẽ gặp nhau, đành chúc cho em luôn bên chồng hạnh phúc bên lâu. Tình chắc còn đâu tình đã chìm sâu, khi lũ đổ ôm nàng héo mòn cố gọi từ lâu. Nay đâu đủ không còn những tấm lòng anh còn tình yêu. Nay đâu đủ không còn những tấm lòng anh còn tình yêu. Lên 1, 2, 3, 4, 6. Nghe được không em? Chung là cho em ý kiến nha. Cho em ý kiến đóng góp nha. Này cái mixer này nó cũng dễ lắm em. Em thấy là nó mình bấm nó cũng dễ. Ví dụ Paraview được mình đang chọn FX Sen nè. FX Sen ví dụ như cái Eco em chọn FX1, Revan chọn FX2. Thì Eco Revert thì tùy theo F1 mình chọn chế độ nào thôi. Chế độ nào rồi mình chỉnh chủ yếu cái delay time nè. Delay time là cái độ dài ngắn lặp lại, thời gian lặp lại, khoảng thời gian lặp lại. Delay feedback là số lần lặp lại nhiều ít. Và cái này delay effect level là cái master của cái delay. Với giờ mình chọn qua Revert thì chọn Vocal Play thì cũng có chọn loại Revert Time là cái ví dụ Revert Time em cho lên coi. Chưa để em tắt cái Echo ấy hả. Tắt Echo đi. Xong mình chọn Revert Time dặn lên là cái nó lặp lại, nó kéo dài nhiều ít.
năm sau. Đó, cái giận mà nó kéo dài. Là cái rìa ba tham đó. Vậy giảm nè. Là không có cái đuôi nè. Năm sau. Cho đuôi lên đi. Đi một. Dài quá cũng không tốt. Ví dụ như ra thì ra không gian lớn mà nó chơi dài. Lượt 5 6 2 3 4 6 5 6 6 này chọn lỗi đi bạch. Đây lỗi đi bạch. Cho nó bén tiếng không. 5 6 2 3 4 6 đó. Dễ mà anh em. Đó rồi. 2 3 4 6 6 năm sáu năm sáu năm sáu năm sáu năm sáu. Ok, giờ cho eco lên này. Quá à, đi cao quá, đi bảy mấy rồi, bảy mấy chứ 60 cái này cái to to của nó là sao lên. Lê 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 2, 3, 4, 6. Okay.